Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sập cầu treo, lũ cuốn trôi người, trường biến thành sông do mưa lớn ở Sơn La. Mưa lũ kéo dài những ngày qua ở Sơn La khiến một người dân bị lũ cuốn trôi, hai cầu dân sinh bị sập, hàng trăm học sinh phải sơ tán trong đêm do trường ngập. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng ngày 12 tháng 9 tại huyện Phù Yên đã làm một người tử vong do bị nước cuốn trôi. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại bản Na Lè, xã Tường Phù, cách vị trí ban đầu khoảng 3 km. Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn ở huyện Phù Yên cũng đã làm sạt lở đất đá, vùi lấp ruộng, hoa màu, cuốn trôi đồ đạc và gia súc gia cầm, hư hỏng một số công trình thủy lợi, nhà ở của người dân. Tại huyện Bắc Yên, mưa lớn gây ngập trường, giáo viên trường trung học cơ sở Tạ Khoa phải chạy lũ trong đêm. Giáo viên cùng hơn 100 học sinh nội trú, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mường, Thái và Hơ Mông, đã phải sơ tán các em lên khu vực cao hơn. Được biết, trường trung học cơ sở Tạ Khoa nằm bên cạnh suối, mặc dù đã được đầu tư xây dựng kè chắn lũ, nhưng mỗi khi trời mưa lớn thì trường lại bị ngập. Nhiều điểm ngập trong sân trường thấp hơn con suối nên phải dùng máy bơm nước ra ngoài. Hiện tại, nhà trường đang phối hợp với xã và thông báo tới phụ huynh tổ chức dọn dẹp, phấn đấu sớm đưa các em trở lại học tập. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, cầu treo dân sinh tại bản Mệt Sai, huyện Yên Châu và cầu treo dân sinh tại bản Trò 1, huyện Phù Yên đã bị sập. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra tình hình thực tế, đặt biển cảnh báo sạt cầu, cấm người qua lại, thông báo trên loa bằng tiếng dân tộc để người dân tránh xa khu vực bị sạt lở. Mưa lớn, 119 hộ dân ở miền núi Thanh Hóa bị cô lập. 119 hộ dân ở thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, Thanh Hóa bị cô lập sau trận mưa lớn kéo dài. Ông Nguyễn Hữu Tuất, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân cho biết, trận mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua khiến mực nước sông suối trên địa bàn dâng cao. Nhiều vị trí đập tràn trên tuyến tỉnh lộ 520B bị ngập, khiến các xã Thanh Hòa, Thanh Quân, Thanh Lâm, Thanh Phong đang tạm thời bị chia cắt với trung tâm huyện. Đặc biệt, sông Quyền, nước dâng cao khiến 119 hộ dân với 430 nhân khẩu của thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa bị cô lập với bên ngoài. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 4 hectare lúa trên địa bàn bị ngập sâu trong nước. Hiện huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn người dân chủ động phòng chống mưa lũ. Tại các đập tràn bị nước lũ ngập sâu đã được cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người và phương tiện lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Huyện cũng đã có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu cho người dân ở vùng sâu, vùng xa nếu bị nước lũ cô lập, chia cắt dài ngày, đồng thời chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống khi mưa lũ đi qua, ông Tuất cho hay. Lật đò ngang trên sông Lô, một người mất tích. Các lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật đò ngang trên sông Lô. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Lanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật đò ngang khiến một người mất tích. Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 37 phút sáng cùng ngày, đò của ông TVC 67 tuổi, người địa phương, bị trôi. Lúc này ông C đã gọi về cho gia đình để nhờ người ra hỗ trợ. Nhưng khi ra tới nơi, vợ ông C không thấy chồng và đò đâu nên đã báo với chính quyền địa phương. Buổi đêm ông C ngủ để trực, nước sông dâng cao khiến đò trôi xuống đoạn cầu Vĩnh Phú đang thi công, cách nơi neo đậu khoảng 100m. Thời điểm bị trôi, lật và mất tích, trên đò không có khách, ông Lanh nói. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Bác, hiện lực lượng chức năng đang phối hợp cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dọc theo bờ sông Lô. Tuy nhiên, do mùa này mực nước sông dâng cao khiến cho công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, tìm thấy thi thể hai học sinh trượt chân rơi xuống sông đáy, bị nước cuốn trôi. Sau 2 ngày đêm tìm kiếm dưới thời tiết mưa lớn, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể hai học sinh trượt chân rơi xuống sông đáy, bị dòng nước cuốn trôi. Thông tin từ đội cứu hộ cứu nạn 116 tỉnh Thái Bình cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, các thành viên trong đội và lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt hai thi thể học sinh bị nước cuốn trôi ở sông đáy.
Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày hôm qua, hai học sinh gồm Bùi Thị Ngờ thôn 5 và Nguyễn Phạm Linh Nhờ thôn 7 cùng sinh năm 2011 ở xã Yên Quang ra sông đáy đoạn qua địa bàn thôn 7A chơi. Tại đây, hai nữ sinh đã xuống khu vực ven bờ sông nhưng không may trượt chân bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng đội cứu hộ cứu nạn 116 tỉnh Thái Bình và gia đình đã huy động phương tiện tìm kiếm suốt đêm. Đến sáng ngày hôm qua đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Phạm Linh Nhờ. Tiếp tục tìm kiếm trong tiết trời mưa lớn, đến ngày hôm nay thi thể em Bùi Thị Ngờ cũng được tìm thấy và bàn giao cho gia đình. Lật thuyền trên sông chảy khiến 5 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vẫn đang tích cực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn liên quan đến vụ lật thuyền trên sông chảy khiến 5 người chết và mất tích. Vụ lật thuyền trên xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8 khi 5 người gồm 2 người lớn và 3 trẻ em dùng thuyền đi qua sông sang thăm thân tại thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Khi mới lên thuyền ở khu vực bến thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Simacai, chưa kịp nổ máy thì dòng nước xiết đã kéo thuyền trôi vào vùng nước xoáy và làm lật thuyền. Thời điểm thuyền bị lật, xung quanh rất vắng, chỉ có một cháu bé trông thấy chạy về báo, nhưng trong thôn mọi người đều đi làm hết. Tới 9 giờ cùng ngày, chính quyền xã mới nhận được thông tin để tổ chức ứng cứu tìm kiếm. Tuy nhiên, việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Tới 13 giờ, thi thể nạn nhân đầu tiên là cháu Lý Anh Tê, sinh năm 2021 mới được tìm thấy. Hiện hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân, người dân xã Bản Mế đang phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Simacai tìm kiếm người mất tích. Tối ngày 15 tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai cũng đã cử lực lượng vào phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Các nạn nhân mất tích gồm bà Giàng Thị Đê, sinh năm 1978, bà Sùng Thị Đê, sinh năm 1969, cháu Lê Anh Quy, sinh năm 2018 và cháu Lý Thu Tê, sinh năm 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Mưa lũ nhiều nơi, phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Mưa lớn đã gây ngập úng ở nhiều nơi như Hòa Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực ven biển Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày hôm qua, một số nơi trên 100mm như Nam Định 209mm, Vũ Hòa, Thái Bình 107,2mm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa 152mm, Trường Thi, Nghệ An 197,8mm, Thuần Thiện, Hà Tĩnh 134,8mm. Ở khu vực ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày mai, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng sẽ giảm dần. Khu vực Hà Nội, ngày và đêm mai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, cảnh báo mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài khoảng 5 ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Dự báo, đợt mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và có khả năng kéo dài vài ngày nữa. Từ ngày mai mưa giảm dần, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi và thiệt hại về người, tài sản. Ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Nguyễn Xuân A, 13 tuổi, trú xóm Nho Xuân, bị nước lũ cuốn trôi khi đang đi chăn bò. Tại Thanh Hóa, mưa lớn tiếp tục kéo dài đã gây thiệt hại về nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Tại huyện Như Xuân, mưa lớn đã gây chia cắt thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa và khiến hơn 98 ha lúa bị ngập. Ngoài ra, tại huyện Như Thanh cũng bị ngập hơn 42 ha lúa, thị xã Nghi Sơn bị ngập hơn 105 ha, huyện Nông Cống 81 ha. Theo Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, đến sáng nay, mưa lớn làm ngập đường tràn tại 4 vị trí là tràn Một Dột, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tràn Cửa Dụ, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tràn Thành Nàng, xã Tân Thành, huyện Thường Xuân và tràn Sông Quyền, xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. Các điểm tràn này bị ngập sâu từ 0,5m đến 3,2m, khiến người và phương tiện không thể qua lại. Tại Hòa Bình, mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực huyện Lương Sơn.
Theo số liệu tại trạm khí tượng thủy văn Lâm Sơn, mực nước sông Bùi vào lúc 14 giờ ngày hôm qua lên cao nhất là 2.351 cm, cao hơn so với mức báo động 3 là 1 cm. Mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ, một người bị lũ cuốn trôi tại xóm Sòng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn. Vào lúc 4 giờ 30 phút sáng nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức Tết Trung Thu tại các địa phương, kiểm tra rà soát các khu vực, cư dân ven sông, suối, đê, điều, hồ đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.